Sáng nay, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt đoàn công tác và tổ chức lễ xuất quân chung tay ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ, tinh thần đoàn kết theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tình đồng chí đồng đội trong những khó khăn. Đồng thời chúc đoàn công tác lên đường may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, sau 6 ngày phát động, công an các địa phương và đơn vị đã ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế với tổng trị giá 516 triệu đồng để ủng hộ cho công an 5 tỉnh miền Nam gồm Bình Dương, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tây Ninh. Để đảm bảo số hàng hóa nhu yếu phẩm sớm đến với lực lượng công an tại các tỉnh miền Nam, công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập hai đoàn công tác với 10 cán bộ chiến sĩ tham gia. Ngoài tặng các nhu yếu phẩm, công an tỉnh Bắc Giang đã trao 86 triệu đồng tiền mặt cho công an thành phố Hồ Chí Minh, 4 tỉnh còn lại mỗi tỉnh 50 triệu đồng.